Xin chào tất cả các bạn. Trong video này sẽ tìm hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu và bổ sung định nghĩa entity repository service cho phần backend. Trước hết chúng ta sẽ phân tích cấu trúc vào JSON của tài nguyên được cung cấp trong cái file student được tổ chức có cái dạng thức như thế này, có các thuộc tính username, password, name email, gender, birthday, school fee, marks và để uh, chuyển các cái dạng JSON này sang cơ sở dữ liệu quan hệ thì trước hết là sẽ tạo ra cái bảng đó là students và các trường username ở đây thì uh, password uh, birthday uh, phone name. Ở đây chúng ta uh, thiếu sót cái trường phone name thì chúng ta có thể bổ sung uh, sau. Và email uh, gender uh, school fee và mark. Ở đây là một số các cái trường ánh xạ với lại cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu quan hệ Tiếp đến là trong file subset thì mỗi cái thành phần của subset sẽ bao gồm ID, name và logo. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo ra bảng subset với cái các cái trường ID, đây là name và logo. Bảng questions chứa danh sách các câu hỏi thuộc về môn học. Thì trong mỗi question sẽ có ID, test, marks, answer ID và tập hợp các cái câu hỏi ở trong câu hỏi, tập hợp các cái phương án chọn ở trong câu hỏi thì sẽ tạo ra bảng question và có các trường ID. Ở đây là answer ID, mark, test sẽ tạo cái trường đó là content và riêng cái subset id vì chúng ta cần phải biết được câu hỏi đó thuộc về môn nào cho nên sẽ đưa subset id vào cho bảng questions và riêng nội dung về các cái phương án chọn ở trong câu hỏi thì chúng ta sẽ tạo ra cái bảng đó là answer thì trong bảng answer sẽ có các trường à, trước hết là answer id thứ hai đó là trường test và cái trường question id để liên kết với id của question để nhận biết được là phương án chọn đó thuộc với cái question nào và đây là thiết kế cơ sở dữ liệu đầy đủ trước hết là sẽ tạo ra bảng student bao gồm các trường có cái nội dung như thế này trong đó username, birthday, email, gender, marks, password và school fee. Chúng ta còn có một cái trường đó là phoneme sẽ bổ sung vào. Thứ hai là tạo subset tức là môn học sẽ có id, logo và name. Question sẽ có id, answer id, mark, content và subset id thì subset ID này có quan hệ với cái trường ID ở bên bảng subset subset và tạo ra bảng answer thì answer tức là các phương án lựa chọn của câu hỏi thì sẽ bao gồm ID test và question ID question ID thì đây là cái trường quá ngoại liên kết với lại cái trường ID của cái bảng questions chạy chương trình Spring Tool shoot STS và mở dự án quiz App đã tạo ở trong các phần trước. Trong project đã tạo ở trong phần trước, chúng ta đã tạo lớp Subset, đây là lớp thể hiện entity lưu các thông tin của Subset. Và nội dung của lớp thì bao gồm À, các cái trường dữ liệu ID, Logo, Name. Và trong phần này thì chúng ta có thể à, thực hiện à, thêm các cái Entity. Đầu tiên, kích phải, chọn New, chọn Class. Đặt tính lớp, đó là Student. Ở đây là tên lớp và ở trong Package Domain. Nhấn Finish để tạo lớp. Kết phải vào Package domains Chọn Java Class. Đặt tên lớp đó là Questions. đây chú ý là tên lớp và tên package nhấn finish để tạo lớp kích phải chọn new chọn java class và đặt tên lớp đó là answer Ở đây tên lớp là answer và package đó là domains edu.poly.quiz.domains Nhấn Finish để tạo lớp. Mở trở lại lớp Subset. Ở trong lớp Subset sẽ thực hiện hiệu chỉnh đầu tiên là hiệu chỉnh kiểu dữ liệu của ID thành kiểu String cho phù hợp với cái định dạng và dữ liệu ở trong file Jason ở trong cái tài nguyên đi kèm đây thì sẽ đổi lại thành là string và đổi lại là thành string và như vậy thì trong cái lớp subset sẽ đổi dữ liệu của ID thành là string và chúng ta có cái chuyển đổi ở ba chỗ như thế này tiếp đến để hỗ trợ lưu trữ tên của subset là tiếng Việt thì chúng ta có thể tràn uh, thêm cái mô tả về column definition. Sa xác định đó uh, là nvarchar uh, thay vì dùng cái dữ liệu là, là varchar. Ở đây nvarchar uh, 50. Và khi mà định nghĩa nvarchar 50 như thế này thì có thể bỏ cái thuộc tính len và phần logo xác định là kiểu avatar uh, 100 thì có thể là giữ nguyên. Như vậy là chúng ta điều chỉnh để có thể thực hiện lưu tiếng Việt ở trong cái lớp subset. Bổ sung thêm trường để xác định mối quan hệ đối với uh, lớp question ở đây thì sẽ định nghĩa đó là set set ở trong cái package cho vào youtube và đây là khai báo là question à, xác định đó là questions và chúng ta lưu ý là sử dụng cái cái dấu hay là cái ký hiệu số nhiều để mô tả thì đây là một tập hợp và new ở đây là has set ở trong này thì sẽ mô tả cái mối quan hệ đó là one to many và map by và subset và đây là cái mô tả quan hệ cho cái uh, mô tả quan hệ giữa lớp subset và lớp uh, question, subset và question. Sau khi tạo ra trường để định nghĩa cái quan hệ giữa lớp subset và lớp question, chúng ta có thể sinh các cái phương thức setter và getter cho cái trường question bằng cách là viết phải chọn sort chọn generate setter and getter và lựa chọn questions và nhấn generate để sinh ra các trường setter và getter cho và question thì trong này chúng ta đã xin tự động các cái phương thức setter và... cho và get setter và getter cho question mở lớp student và nhập nội dung vào cho lớp student đầu tiên là nhập trường username thứ hai đó là trường password và thứ ba đó là trường email và thứ tư trường phone name năm là trường birthday tức là ngày tháng năm sinh và sáu là trường school fee tức là học phí và thứ bảy đó là khai báo trường gender để xác định giới tính cho sinh viên và thứ tám là khai báo trường mass để xác định điểm số của sinh viên sau khi khai báo các cái trường dùng để lưu dữ liệu của uh, sinh viên thì chúng ta có thể thêm các annotation, đầu tiên là annotation entity để xác định lớp student là một entity. Thứ hai là dùng annotation table xác định đây là tên của cái bảng trong cơ sở dữ liệu thì sẽ dùng cái tên student và thêm uh, s vào để mô tả đây là một tập hợp các student. Và đối với trường username thì sẽ khai báo đây là id của student. Và trường password sẽ sử dụng column và xác định len. Đối với len của password thì có thể xác định là 40 ký tự tức là cái độ dài của password. Email sẽ sử dụng column và email thì len của email chỉ từng đó là 150 ký tự và full name đây là column và sẽ xác định cái định nghĩa cho cái trường column à, trường full name dùng để lưu các cái tên tiếng Việt Envacha và 50 ký tự Birthday là kiểu dữ liệu date, cho nên sẽ sử dụng annotation Temporal và xác định đây là kiểu dữ liệu ngày tháng năm và gender mark. Trong các cái các cái trường dữ liệu thì sẽ xác định thêm một cái ràng buộc đó là not null no, tức là trường password là không được để trống và tương tự thì chúng ta có cái trường email cũng không được để trống. Và day of birth, mark gender, gender là cũng không được để trống thì chúng ta đưa các cái định nghĩa annotation note no vào cho cái trường đó. Đây là tổng bộ nội dung của lớp student. Thì trong lớp student định nghĩa các trường dữ liệu username password, email, full name, birthday, school fee, gender và mark thì đây là các trường dữ liệu dùng để mô tả thông tin của sinh viên. Kết phải vào lớp Student và chọn source, chọn generate set And get the and getters. Đây thì uh, chọn và chọn tất cả các cái trường birthday, email, phone name, gender, mark, password, coffee, username, kích vào select all và kích generate để sinh ra các cái trường setter and getter. Tức là các cái phương thức getter and setter cho ở các cái trường của a student. Thì trong này là phương thức get username và set username. Thì uh, mỗi cái định nghĩa của trường sẽ có hai cái phương thức đi kèm. Đó là ví dụ ở đây username sẽ có phương thức get username và set username. Thì hai phương thức đi kèm. Thì phương thức này gọi là getter, phương thức này gọi là setter. mở lớp question và nhập nội dung vào cho lớp question đầu tiên là nhập trường id đây là cái định danh cho question thứ hai là trường test để xác định nội dung của question và thứ ba là mô tả marks tức là điểm của question và private kiểu long mark ở đây thì answer ID tức là câu trả lời được chọn cho question và tiếp đến sẽ mô tả cái mối quan hệ với cái bảng sắp xếp đây là sẽ mô tả sắp xếp và set ở trong này là sẽ tham chiếu tới entity để xác định một tập các cái phương án chọn cho question đây là new asset answer đây là nội dung sơ bộ của lớp question thì định nghĩa các cái trường dùng để lưu dữ liệu của question id test marks answers id subset tức là cái này xác định cái môn học và answer các cái câu trả lời hay là các cái phương án trả lời cho questions thêm các annotation cần thiết vào cho lớp question đầu tiên là annotation entity và tiếp đến là table và xác định cái tên của bảng được lưu ở trong cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng đó là questions. Và đối với trường ID thì sẽ xác định đây là cái trường ID và uh, column uh, column definition đây là Envacha. và cho 300 Sử dụng kiểu Envata dùng để lưu cái nội dung câu hỏi bằng tiếng Việt. Và Long Answer ID, Answer ID Subset. Subset sẽ mô tả cái mối quan hệ là Many to One. Và sử dụng cái kỹ thuật đó là JSON Ignore. Tức là không đưa vào ở trong khi chuyển đổi question sang JSON. Và sử dụng định nghĩa one to many uh, mapping ở đây thì mapping là question question đây là nội dung của lớp question đã thêm vào các annotation ở đây là annotation cho lớp question id ID cho trường ID, column cho test và many to one và JSON error cho trường subset one to many cho trường answers. kết phải vào question để sinh ra các phương thức getter và setter ở đây nữa chọn đó là generate setters and getters and setters và kích chọn select all và nhấn generate để sinh ra các phương thức getter and setter cho các cái trường được mô tả ở trong question thì trong này đã tạo ra các cái setter ở đây thì có cái get id và set id cho cái định nghĩa của trường id thì chúng ta có các phương thức getter và setter tương ứng. Mở lớp answer. Answer là lớp lưu các thông tin về phương án lựa chọn cho question. Trong answer sẽ định nghĩa các trường dữ liệu private, long, id, private, string, tức là nội dung của phương án lựa chọn và private question. Trong lớp answer thì sẽ mô tả thì đây là một entity và mô tả thông tin uh, lưu trữ name. Thì cái này là answer thêm s vào để xác định đó là một tập hợp các cái uh, phương án lựa chọn. Đối với cái trường ID thì mô tả annotation ID và test sẽ mô tả cái column Ở trong này sẽ mô tả chi tiết đó là Envacha 300 để lưu các cái phương án chọn bằng tiếng Việt. Trong cái trường xác định cái mối quan hệ với bảng question sẽ mô tả đó là many to one và sử dụng json ino để bỏ qua cái phần đưa vào trong json khi sinh và chuyển đổi từ answer sang json. Đây là nội dung sơ bộ của lớp answer. Ở trong này là định nghĩa các cái trường ID để xác định cái khóa chính cho cái mục chọn test xác định cái nội dung của mục chọn và question để xác định cái mối quan hệ với cái thực thể question Kích phải vào lớp Answer, lựa chọn Source, chọn Generate Getter and setters và kích chọn All để sinh ra các phương thức Getter and setter cho các cái trường của Answer. Nhấn Generate để sinh ra các phương thức Getter and setter. Thì trong này chúng ta đã tạo ra các cái phương thức. Đó là đối với định nghĩa của ID thì sẽ tạo ra get ID và set ID đối với định nghĩa test tạo ra get test và set test là tương ứng như thế này chạy chương trình microsoft sql server management studio và mở cơ sở dữ liệu demo db là cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ cho dự án và kết vào subset để xóa bảng và khi chạy lại dự án Quiz App ở trong uh, STS sẽ tạo lại các bảng này. Kích phải chọn uh, Delete để xóa bảng và nhấn OK để xóa bảng sắp xếp khỏi cơ sở dữ liệu. Trở lại STS và kích vào push dashboard ở trong này thì sẽ có cái quiz app kích phải cho start để bắt đầu thực hiện application tức là bắt đầu thực hiện ứng dụng và đây là các cái uh, thông tin thực hiện của ứng dụng và trong này thì uh, ứng dụng đã thực hiện và cái cổng uh, 8989 đã bị chiếm dụng cho nên là chưa thực hiện được ứng dụng. Và uh, có cái thông tin rất là quan trọng mà chúng ta cần phải uh, lưu ý đó là đã tạo ra được các cái bản uh, tương ứng bản answer, bản question, bản students, bản success, bản uh, và thêm vào các ràng buộc cho uh, các bản answer, questions Ờ, khi mà gặp lỗi chiếm dụng cổng thì đơn giản là sẽ tìm các cái chương trình mà hiện đang chạy ở trên cái cổng. Ví dụ như ở đây là 8989 để mà tắt cái chương trình đó và chạy lại server thì mới có thể lại chạy được. Sau khi tắt chương trình đang chạy ở cổng 8989 và kích phải vào trong Quiz App, chọn Start để bắt đầu thực hiện lại ứng dụng và các thông tin thì ứng dụng sẽ cho biết các thông tin cần thiết và trong này có một cái dòng rất là quý giá khi thực hiện ứng dụng hay là thực hiện chương trình thì started quiz app application thì có nghĩa là đã thực hiện được cái chương trình thành công và để kiểm tra cái việc tạo ra các cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta có thể vào trong cơ sở dữ liệu để xem xét là có tồn tại các cái bảng hay không mở Microsoft SQL Server Management Studio và kích vào Tables chọn Refresh hay nhấn F5 để cập nhật lại các thông tin thì trong này các cái bảng đã được tạo answer questions students và subset để biết các các cái chi tiết về cấu trúc của student kích vào student kích phải chọn design và trong này sẽ cho chúng ta biết được cái cấu trúc của cái bảng student Trở lại spring toonshoot và kết vào package repository. Kích phải chọn new, chọn interface và đặt tên đó là answer repository. Nhấn finish để tạo interface kết phải chọn new chọn interface đặt tên đó là question repository nhấn finish để tạo interface kết phải chọn new chọn interface và đặt tên đó là student repository Nhấn Finish để tạo Interface Trong các Interface Thì Đầu tiên là Interface Student Repository Khai báo Đây là Repository Và Extend từ Interface Root Và xác định Đó là Type Kiểu lớp ở đây thì uh, xác định đó là student và id đối với student thì id của student có kiểu string cho nên là xác định đó là kiểu string ở đây thì chúng ta lưu ý là khi extend từ interface group a à, repository thì student thì xác định đây là cái lớp entity đây là student và string thì string thì xác định cái kiểu dữ liệu cho id thì chúng ta lưu ý là đây là cái kiểu dữ liệu cho cái trường id của lớp student mở interface question repository và sẽ khai báo đây là repository chúng ta sẽ xác định repository và extend từ cái root repository và ở đây là question tức là xác định cái entity và kiểu dữ liệu cho cái trường id của question nó là kiểu long Đấy, chúng ta sẽ xác định cái kiểu long vào đây ở đây thì uh, cái um, đã uh, khởi động lại cái server uh, khi mà đã thực hiện thay đổi ở trong cái question repository mới interface answer repository và cũng tương tự như các cái repository thì khai báo đây là repository và sẽ extend từ group repository và khai báo đây là answer answer kiểu dữ liệu cho ở trường id của answer đó là kiểu long sẽ xác định đó là long Sau khi tạo các cái interface repository và kích vào package services sẽ tạo ra các cái service ở tương ứng ở đây thì sẽ kích vào new chọn interface và đặt tên đó là question service nhấn enter để tạo ra interface kích phải vào vào Services kết vào chọn Class và đặt tên đó là Question Service Impol. để tạo ra lớp để cài đặt cái interface đó là Question Service. Để trong này thì sẽ Implement Interface đó là Question Service kết phải vào trong Package Services chọn Interface và đặt tên đó là Student Service nhấn Enter để tạo Interface kết phải chọn New chọn Class và đặt tên đó là Student Service impo nhấn Enter để tạo ra lớp và trong lớp này sẽ implement interface đó là student service. Như vậy chúng ta đã tạo ra các cái lớp và cái interface. Đầu tiên đó là interface question service và lớp đó là question service Info. Tiếp đến là student service và Student Service Info. Thì trong Question Service và Question Service Info thì sẽ tương tác với hai cái repository ở bên dưới. Cái repository đầu tiên đó là Question và thứ hai đó là Answer uh, Repo. Và ví dụ như là khi chúng ta tràn một cái câu hỏi mới thì sẽ đi kèm với đó là sẽ chèn các cái phương án trả lời cho cái câu hỏi đó và vì vậy chúng ta không tạo ra answer service riêng và các cái thao tác liên quan tới answer sẽ thực hiện thông qua cái question service mở lớp student service info và nhập nội dung đầu tiên là khai báo đây là một service bằng annotation service và trong này sẽ định nghĩa các cái trường đây là student repo và sẽ lựa chọn đó là student repo sử dụng auto y để đưa cái thể hiện của student repo vào cho trường này và tiếp đến sẽ sử dụng cái kỹ thuật là bằng cách kích phải chọn source và chọn delegate methods để tạo ra các phương thức cho phép thêm, sửa, xóa, cập nhật. Ở đây thì sẽ lựa chọn các cái phương thức và count là tính tổng số các cái student. Delete là xóa student. Delete all là xóa tất cả. Delete by ID là xóa theo ID. Assist by ID đó là kiểm tra tồn tại theo khóa. File All, là tìm tất cả. Và save tức là lưu một. Save All, tức là lưu nhiều. Và nhấn generate để sinh ra các cái phương thức ở trong service student service info. Và tiếp đến sẽ sử dụng tiếp một cái kỹ thuật kích phải chọn refactor và chọn full lớp để mà kéo các cái định nghĩa của các cái phương thức này lên cái interface student service thì ở đây chúng ta có thể là kết vào select On và bỏ student repository thì trong này sẽ lựa chọn tất cả ngoại trừ cái thành phần ở đây thì chúng ta bỏ chọn và nhấn vào finish để à, sinh ra các cái định nghĩa ở trong interface thì kích vào Finish. Và các cái định nghĩa của các cái phương thức ở đây đã được đưa lên trên cái interface đó là Student Service. Và chúng ta có thể mở cái Student Service để mà thấy được các cái định nghĩa được mô tả ở trong cái interface này. Và nhấn Ctrl S để lưu student service ở đây thì chúng ta lưu ý cái phần định nghĩa cho các cái phương thức ở trong uh, student service info ví dụ như cái phương thức SAP thì khi mà sử dụng cái cơ chế full Up thì sẽ đưa cái định nghĩa của cái phương thức SAP này lên trên interface thì trong interface đã định nghĩa của cái phương thức save và tương tự như thế save on tức là sẽ được đưa vào à, đưa lên trên ở đây và phương thức à, ở đây thì sẽ có là file by id cũng à, được chuyển lên cái định nghĩa ở đây thì file by id và trong cái cài đặt của cái lớp student service info thì đã mô tả là student service cho nên là student service đã được mô tả ở đây và sử dụng cái cơ chế pull up để là kéo các cái thành phần này lên trong cái interface lên trên cái interface và mô tả trong interface thì giúp cho chúng ta có thể sử dụng và gọi các cái phương thức thông qua cái interface mở lớp question service info và sẽ mô tả đây là một cái service bằng annotation service và tiếp đến sẽ định nghĩa các cái trường đầu tiên đó là question repo và chúng ta có thể nhấn control space để điền nhanh cái tên của trường. Thứ hai đó là private answer repo và nhấn Ctrl Space để định nghĩa nhanh cái tên trường và sử dụng Auto để đưa các thể hiện này vào cho các cái trường nên là Auto ở đây thì có thể sử dụng cái kỹ thuật là delegate để sinh ra các cái phương thức từ question repository và chúng ta có thể hiệu chỉnh cho các phương thức đó để có thể xử lý thêm với cái phần là answer, thì kích phải chọn source chọn delegate methods và ở trong cái question report story thì kích chọn tất cả các cái phần question thì lưu ý ở đây, tức là chỉ chọn cho đối với lại question repository story và sẽ không chọn ở đây tức là không chọn cho cái phần answer report story mà chỉ chọn cho question report story nhấn generate để sinh ra các phương thức. Và tương tự với student service info thì question service import sẽ sử dụng cái kỹ thuật đó là pull up để kéo các cái định nghĩa này lên trên interface question service. Kết vào pull up và sẽ kích chọn select all và bỏ các cái chọn question repository và answer repository. Trong này thì lưu ý là bỏ các cái phần một chọn ở đây và chọn các cái phần ở bên dưới. Nhấn finish để đưa các cái định nghĩa của các cái phương thức lên interface. Thì mở cái interface question service thì sẽ có cái mô tả chi tiết cho các cái phương thức ở trong interface này. như vậy chúng ta đã tạo ra cái cơ sở dữ liệu từ các cái tài nguyên được cung cấp trong các cái file JSON và bổ sung định nghĩa entity repository và service cho project của phần backend Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.